Chào các bạn nhé, mình vừa sửa xong chiếc Omni Pioneer model là SC35. Chiếc này thì nó bị lỗi gì? Tức là khi mà khách hàng nghe mà khách thấy có tiếng nổ bụp một cái vào kênh hai loa phone. Chiếc này là 5.1, 6 loa luôn ý, 5.1. Thì chiếc này nó nghe bụp một phát thì loa phone hoàn toàn mất tiếng. Và bây giờ là máy này thì mình đã sửa xong rồi, và các bạn nhìn cái độ khủng khiếp của cái ruột này. Và bác ấy là từ thành phố Hồ Chí Minh, và sau khi là bác ấy mang thợ trong đấy là người ta không nhận, và bác gửi cho mình từ tháng 5, bây giờ mình mới sửa này. Và từ sáng đến giờ tháo ra, tức là mạch công suất nó nằm ở tận dưới đáy và mình phải tháo ra, và đến bây giờ là máy đã hoạt động trở lại rồi. Và tháo ra từng vỉ, nó có cực kỳ nhiều vỉ. Các bạn mà nhìn cái đằng sau của máy này các bạn thì choáng luôn các bạn ạ. Và chúng ta có một điều khiển này. Bây giờ mình sẽ chọn input vào cái đường mà mình đưa vào multi, và mình đang cắm vào loa phone nhé. Bây giờ mình sẽ lên volume để chúng ta nghe là sau khi sửa chữa thì loa phone đã kêu rồi. Mình sẽ lên tiếng điện thoại này. Video chi tiết sửa chữa chiếc âm ly này mình có đăng lên YouTube, sẽ cho đưa điện cũng gần nhé. Mời quý vị và các bạn đón xem. Chiếc này nó thật sự là nó quá khủng, nhưng mà công suất của nó chỉ có 300W thôi, nhưng mà rất là khủng khiếp. Cái hệ thống mạch tín hiệu audio của nó phải nói kinh khủng khiếp. Các bạn nhìn đây, nó có rất nhiều đường này, HDMI 5 đường, XMHD. Con này có cả nghe cả radio online luôn, Dolby. Nói chung là máy này khá đẳng cấp luôn. Và nhìn thấy con này ít thợ dám sửa. Và bác ấy chuyển cho mình vì bác ấy để từ tháng 5 đến giờ, cho nên là mình vẫn phải sửa cho bác ấy. Và bây giờ sửa phone này. Đây chính là loa phone mà đang bị hỏng này. Có cái điều khiển nó tiện được các bạn, một phát rồi. Chào các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video.